Chào mừng các bạn đến với kênh HV Channel. Hôm nay Hồng Vũ Center sẽ thực hiện video về thay camera iPhone 6 một cách chuyên nghiệp. Thì ở camera iPhone 6 thì nó có chia làm hai loại camera. Thứ nhất là camera trước, thứ hai là camera sau. Đối với camera trước thì nó đi với lại dây cảm biến nghe gọi. Còn đối với camera sau thì iPhone 6 thì nó cũng giống như iPhone 5S, iPhone 5, 5 sợi, nó nằm vị trí là dễ dàng thay thế. Khi các bạn xem video này thì các bạn sẽ thay thế được camera iPhone 6 một cách dễ dàng. Ngoài ra thì các bạn xem video, các bạn có thể thấy được cách tháo cụm màn hình iPhone 6 ra, thì chúng ta có thể làm một số việc như thay cụm màn hình hay là thay pin, thay lo trong, vân vân. Hồng Vũ Center chúc các bạn xem video và có kiến thức về dòng iPhone 6 này. Khi gặp sự cố, chúc các bạn thành công.